Xin chào quý bà con, mình là Ly. Ngày hôm nay Ly chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây mận xanh đường Sóc Trăng nha. Hôm nay thì bên trung tâm cây giống cũng có chuyến đi giao hàng, số lượng là 2 cây nha. Anh lấy là 2 cây mận xanh đường Sóc Trăng nè. Mận xanh đường Sóc Trăng thì trái nó vừa, nó không có quá to nha, nó vừa nhưng mà ăn ngọt như đường. Mẫu mã trái màu xanh, cái hình mà có giống như có cái khía ở dưới cái đít á, thì nó sẽ ửng lên một tí xíu màu hồng ha. Ăn ngon lắm nha. Cây này thì cũng đáng sưu tầm cho quý bà con chúng ta nào thích trồng mận mà trồng vườn sinh thái để ăn ngon á, thì quý bà con chúng ta không bỏ qua cây mận xanh đường Sóc Trăng với cây mận đỏ Đài Loan còn gọi là cây mận MST nha. Hôm nay thì bên Ly có giao một cây, hai cây chứ, hai cây mận xanh đường Sóc Trăng và thêm một cây mận MST nè. Và nhiều loại cây giống khác lắm, lên từ từ thì Ly sẽ chia sẻ cho quý bà con chúng ta cùng tham khảo nha. Còn đây là những cái cây mận xanh đường mà bên Ly đang ghép nha. Bên Ly cũng có nhận ghép mận, tức là nhiều bo, tức là một cây giống như vậy. Mà anh chị nào chúng ta có yêu cầu mà bên đây ghép là mận xanh đường Sóc Trăng nè, bên đây ghép mận đỏ Đài Loan nè, bên đây là mận đào đá nè, hoặc là mận An Phước nè, mận Tâm Hoa, vân vân, thì Ly có nhận tất cả các yêu cầu của quý bà con chúng ta luôn. Chúng ta yêu thích cây giống như thế nào ha, có nhu cầu như thế nào thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình để bên trung tâm cây giống tư vấn cho quý bà con chúng ta kỹ hơn, để trao đổi cho quý bà con chúng ta kỹ hơn nha. Giống như cái mận xanh đường Sóc Trăng, cây to cao khỏe giống như vậy là 2.500.000 trên một cây nha bà con. Đây là mận xanh đường Sóc Trăng nha. Rồi phía dưới đây là cây mận đỏ Đài Loan còn gọi là mận MST á. Cây này thì quý bà con chúng ta không có để cái bụi này, chúng ta lấy ở trên thì nó sẽ ra là mận xanh đường Sóc Trăng. Còn chúng ta để luôn cái chùm nhánh ở dưới này nè thì nó ra thêm một loại mận nữa, đó chính là mận MST nha. Cái gốc này á, là thân cây của cây mận MST nha. Bên Ly nuôi to giống như vậy, rồi bên Ly sẽ cải tạo lại là mận xanh đường Sóc Trăng vô ha. Đó, cây này thì ra hai loại trái nè. Cây to khỏe lắm nha. Còn giá bán về cây mận đỏ Đài Loan còn gọi là mận MST là 1.300.000 trên một cây. Rồi có quýt đường, đơn này có lên thêm hai cây quýt đường, hai cây quýt đường là 600.000 trên một cây nha. Cái đơn cây to này đi về đâu vậy? Cái đơn to đi về Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Của anh Hiếu là chủ đầu tư ha. Anh có lấy thêm một cây nhãn hai bo nữa, một cây nhãn xuồng tím với cây nhãn Lâm Phụng Châu ghép chung với nhau. Thì bên Ly có đa dạng về cây giống to nha. Anh chị nào chúng ta quan tâm thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình ha. Đây là những cái lô lụ Ấn Độ, cây đang cho trái luôn. Anh chị nào chúng ta thích trồng lụ nè mà có trái ngay, có trái sẵn trên cây thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình nha. Đây là hai trái lụ Ấn Độ nè, bên đây một trái, bên đây một trái, trong đây nữa nè, trong đây thêm trái nữa nè. Xa bên trong còn nhiều lắm nha, nhiều cây đang hoa sẵn trái. Anh chị nào chúng ta quan tâm thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình nha. Thì hôm nay thì Ly xuất hàng đi, thứ nhất là cây mận xanh đường Sóc Trăng, còn cái mận thứ hai nữa là mận đỏ Đài Loan. Hai loại mận này là top 2 loại mận ăn ngon nhất hiện tại nha bà con. Rồi thêm cái cây thứ ba, đó chính là cây quýt đường, rồi thêm cây nhãn ghép hai bo này ha bà con. Đó thì bên Ly còn nhiều loại cây giống khác nhau nữa nha, đang cho trái. Anh chị nào chúng ta quan tâm thì cứ việc liên hệ với bên trung tâm cây giống nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.